tiêu dùng cá nhân và giao dịch thương mại đã giúp kinh tế Đức mở rộng thêm 1,5% trong năm 2014. Đó là hiệu suất tốt nhất mà Đức đã làm được trong 3 năm qua. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là thông tin tốt. GDP của Đức tăng 1,5% trong năm 2014, nhờ vào tiêu dùng cá nhân và giao dịch thương mại. Đó là một con số tích cực khá hiếm hoi giữa những số liệu âm tại khu vực đồng tiền euro trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tăng trưởng lên xuống không đồng đều trong suốt 4 quý thực sự để lại nhiều câu hỏi cho các chuyên gia về tính ổn định của kinh tế Đức. Nền kinh tế lớn nhất khu vực là Đức đã bắt đầu một năm với những dấu hiệu rất khả quan. Tăng trưởng trong quý 1 năm 2014 so với quý 3 trước đó là 0,8%. Trong quý 2, tăng trưởng thu hẹp và suýt rơi vào suy thoái trong quý 3. Trong quý 4, tăng trưởng lại một lần nữa trỗi dậy, ước tính 0,25%. Dữ liệu từ Đức khá khó hiểu, tuy nhiên ở cấp công ty tôi cho rằng mọi thứ khá ổn. Tôi nhìn vào SAP và thấy những người có thu nhập cao bằng đồng đô la đang làm rất tốt. Với Siemens, mọi thứ cũng diễn ra tương tự. Mặc dù những hình ảnh về nền kinh tế Đức khá mờ nhạt và khó hiểu, ông James Bevan vẫn cho rằng kinh tế Đức vẫn không quá bi quan. Chỉ còn vài tuần, Chủ tịch Mario Draghi sẽ tung ra một gói nới lỏng tiền tệ. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một thách thức lớn mà ông Draghi đang phải đối mặt. Tôi cho rằng ông Draghi đang đối mặt với một thách thức thực sự khó khăn, bởi vì mặc dù ông ấy là người đứng đầu ECB, nhưng quyền lực của ECB rất hạn chế. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông sẽ dẫn đầu cho gói nới lỏng định lượng và giữ giá trị của đồng euro ở mức thấp. Trước đó, ông Draghi đã tuyên bố ECB sẽ không tung ra gói QE, nhưng nhằm giải quyết tình trạng giảm phát trong khu vực, gói QE dường như là một giải pháp phù hợp vào lúc này cho Eurozone.